Quảng Nam, nữ tiểu thương trốn khai báo y tế, lây nhiễm Covid-19 cho người khác. Người phụ nữ bán rau ở chợ của Đà Nẵng nhưng về Quảng Nam trốn khai báo y tế, làm lây bệnh Covid-19 cho nhiều người khác. Ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Đối tượng liên quan đến vụ án là người phụ nữ trú khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, làm nghề buôn bán rau ở chợ An Hải Đông quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 8, đối tượng là người về từ thành phố Đà Nẵng nhưng không đến trạm y tế phường Điện Ngọc để khai báo và cách ly tập trung theo đúng quy định. Trong khoảng thời gian này, đối tượng tiếp xúc với nhiều người. Qua xét nghiệm, nữ tiểu thương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế địa phương xác định có 5 trường hợp F1 liên quan đến đối tượng, trong đó có chồng của đối tượng, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tiếp tục truy vết. Cơ quan chức năng xác định có 33 trường hợp F1 và 125 trường hợp F2 liên quan đến chồng đối tượng, trong đó có hai người dương tính Sars-CoV-2. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.